Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với môn tiếng Việt lớp 1 nhé. Bộ sách mình lựa chọn sử dụng là bộ sách Cánh Diều. Đây là quyển sách tiếng Việt lớp 1 tập 1 mình sử dụng cho bài giảng hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 1. Chúng ta sẽ làm quen với âm A và âm cờ. Các em hãy đọc lại tên bài học cùng cô nhé. Đây là âm A. Đây là âm cờ. Âm A. Âm cờ. Bây giờ các em hãy nhìn lên bảng xem cô có cái gì nào. Đúng rồi, đây là cái ca. Đây là chữ ca. Ca. Cả lớp hãy đọc to theo cô nhé. Ca. 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 Chữ ca gồm có âm cờ, âm A. Vậy em nào đứng trước các em? Chữ ca thì âm cờ đứng trước, âm A đứng sau nhé các em. Các em hãy nhắc lại thật to và rõ theo cô nhé. Chữ ca gồm có âm cờ và âm A. Âm cờ đứng trước, âm A đứng sau. Cô sẽ hướng dẫn các em cách đánh vần chữ ca nhé. Chúng ta sẽ đánh vần là cờ, a, ca. Cờ, a, ca. Cờ, a, ca. Bây giờ là phần bài tập. Các em hãy nhìn lên bảng nghe cô đọc và đoán xem từ nào có âm A nhé. Những từ có âm A cô sẽ đọc to thành tiếng. Và cô sẽ đọc thầm từ nào không có âm A nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Cá. Cà. Nhà. Lá. Gà. Các em đã rõ chưa nào? Bây giờ các em hãy đọc thật to từ có âm A nhé. Những từ không có âm A ta sẽ đọc thầm. Cá. Cà. Nhà. Lá. Gà. Bây giờ chúng ta hãy xác định lại những từ có âm A trong hình cô vừa đọc.
Đáp án sẽ là cá, cà, nhà, lá, gà. Vậy là ta có 5 từ có âm A. Tương tự, các em hãy nhìn lên bảng nghe cô đọc và đoán xem từ nào có âm cờ nhé. Những từ có âm cờ cô sẽ đọc to thành tiếng, và cô sẽ đọc thầm từ không có âm cờ nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Cá. Cò. Cú. Cờ. Các em đã rõ chưa nào? Bây giờ các em hãy đọc thật to từ có âm cờ nhé. Những từ không có âm cờ ta sẽ đọc thầm. Cá. Cò. Cú. Cờ. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các em hai mẫu chữ in hoa và in thường. Đây là chữ A in hoa. A. A. Đây là chữ A in thường. A. A. Đây là chữ A viết hoa. A. A. Đây là chữ A viết thường. A. A. Tiếp theo là phần tập viết. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách viết chữ A viết thường. Và đây là cách viết chữ A viết thường. Đầu tiên ta sẽ đặt bút dưới đường kẻ 3 và viết một nét cong kín từ phải sang trái như thế này. Nét 2 ta viết một nét móc ngược phải từ đường kẻ 3 trên điểm kết thúc của nét cong kín như thế này. Các em đã viết xong chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ học cách viết chữ cờ. Đầu tiên ta sẽ đặt bút dưới đường kẻ 3 một chút. Ta viết một nét cong trái đến khoảng giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 thì dừng lại. Bây giờ hãy lấy giấy bút ra và cùng cô tập viết chữ A, chữ cờ và chữ cờ AK nhé. Bắt đầu thôi.
Thật tuyệt vời. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Để luyện cho các em viết chữ đẹp, quý phụ huynh hãy tải file tập viết phía dưới phần mô tả về để các em tập viết nhé. Nếu thấy video này bổ ích, hãy like và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé.